chào mọi người nha. Xem kênh mình nhớ đăng ký và like ủng hộ mình nha mọi người. Hôm nay mình mua cá sặc gần á, mình ướp, mình phơi khô á, đặng mình chuẩn bị ăn Tết đó mọi người. Mua bao nhiêu nè? Có 6 ký nè. Ở đây nó bán rẻ lắm nha mọi người, có 50.000 ký nè. Mình mua 6 ký nè, 300.000 nè một thao nè. Đặng mình ướp nè, đặng Tết mình đãi khách rồi á, ăn Tết rồi á. Giờ mình chuẩn bị ớt nha mọi người. Đây là muối tụt mình giả cho nhuyễn rồi. Đây là ớt nè mọi người, ớt xay á. Đây mình ướp xong nha mọi người, ướp một hồi để cho nó thấm rồi mình đem ra phơi nắng. Đây được mâm chứ không phải mâm nữa nha mọi người. Giá nhà mình ăn khô nha, cá sặc gần nha mọi người.